chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái mẫu loa và kết hợp với cái đầu Android để hát karaoke thông minh. Bữa nay mình thiết kế luôn cái bích không dây vô cam ly luôn, rất là tiện lợi. Mở lên nó báo đèn, đó, báo đèn bích nè, đang bích một nữa không? Bích này đang bích một nè, tắt nè, nó tắt, bích hai mở lên, là bích thứ hai sáng. Mở bên bích 1 luôn nè, và thằng bích 1 sáng luôn, đèn báo thôi, gắn luôn cái bích không dây vô đây rồi. Đang rất là ấm luôn. Đầu Android bằng cái đầu mối này luôn. Các bạn liên hệ vào số điện thoại của mình ha, để mình dưới ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã